Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm nước trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết đó Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa đến tôi, lời Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, đặc biệt các bạn thanh niên nam nữ thân mến, cuộc đời của chúng ta, thưa quý bà anh chị em, có thể nói là một cuộc hành trình. Hay nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là một cõi đi về. Thế nhưng mà cuộc sống của con người chúng ta là một cuộc hành trình. Nhưng mà trên cái hành trình cõi đi về đó có biết bao nhiêu gian lao thử thách, nhất là thời buổi ngày hôm nay. Cho nên dù chúng ta có là ai đi chăng nữa, những gian lao thử thách đó vẫn đè nặng trên cuộc sống của chúng ta. Cả anh chị em chúng ta đều là những người Kitô hữu. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta phải làm gì khi mà cuộc sống của mình có quá nhiều những gian lao, những thử thách? Chúng ta phải làm gì? Thưa anh chị em, hãy đến cùng Chúa Giêsu. Bài tin mừng hôm nay rõ ràng lòng thương chị em. Chúa Giêsu đã khẳng định tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Thưa chị em, hãy đến cùng Chúa đi anh chị em. Đúng như vậy, không chỉ là năm xưa nhưng hôm nay giờ phút này, thưa quý bạn anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ, đó là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta đấy. Hãy đến cùng ta, đó là lời mời gọi của lòng thương xót, lòng thương xót dành cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng ta, cho những ai đang phải đối mặt với những gian lao, với những thử thách. Mà hôm nay thưa quý bà anh chị em, chúng ta hãy nhìn ra bên ngoài thế giới đi, nhìn vào cái xã hội Việt Nam hôm nay của chúng ta đi, chúng ta thấy một thế giới
dù đã rất nhiều tiến bộ, dù đã rất nhiều văn minh, thế nhưng mà vẫn còn đó biết bao nhiêu sự bất an, biết bao nhiêu sự bất ổn. Nhất là thời buổi ngày hôm nay, bất an bất ổn nhiều lắm thưa anh chị em. Nó vẫn đang tiềm ẩn, nó đe dọa đời sống chúng ta. Rồi chúng ta phải đối diện với bất công, với bạo lực, với sự tham lam, với sự hung ác, với thói ích kỷ, với sự kiêu căng của con người. Chúng ta phải đối diện với cái chuyện đó. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy nghĩ tới gánh nặng tội lỗi đã được chính Đức Kitô cất gánh nặng tội lỗi cho chúng ta, như bài đọc 2 chúng ta vừa lắng nghe hôm nay. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô ở trong anh em thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội ác phạm thì thần khí cũng ban cho anh em được sống. Vậy thưa anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, giờ phút này chúng ta hãy tự hỏi mình rằng, những gian lao nào nó đang đè nặng trên cuộc đời của tôi? Chúng ta hãy tự hỏi những điều đó đi. Những thử thách nào đang làm mệt mỏi đôi vai của tôi? Những gian lao vất vả của bên ngoài đã đành, và gian lao vất vả của chính người chồng, người vợ, cha mẹ, con cái với cha mẹ. Và tôi sẽ làm gì để mà tháo cởi những cái gánh nặng sầu thương, những gánh nặng của tội lỗi trên cuộc đời của tôi đây? Câu trả lời đúng là chính chúng ta, thưa anh chị em. Thế nhưng thưa anh chị em, đừng quên, chúng ta nhìn vào tấm gương của David, một tấm gương máu mực về lòng phó thác trong tay Chúa. Chúng ta không biết vua David là một người đã từng vất vả, nặng lòng trong tội lỗi. David nặng lòng vì trị quốc. David gánh nặng gia đình, con cái phản nghịch. Thế nhưng từ khi David trao cho Đức Chúa những gánh nặng sầu thương của mình, thì David đã được sự nâng đỡ của Đức Chúa. Sự từng trải đó đã được ông chia sẻ trong Thánh Vịnh 55: hãy chút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, người sẽ đỡ đần cho, chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ. Đúng như vậy thưa chị em, nhất là qua cái cơn đại dịch vừa qua, chúng ta thấy rõ lắm. Hôm vừa rồi có một cha bên Mỹ kể chuyện cho con, cái lúc đại dịch ở bên Mỹ, có một ông già ngày nào ông cũng đi 3 cây số trên một cái chiếc xe 3 bánh, ông bị liệt ngồi đến nhà thờ 3 cây số, mà trong cái đấy bị giãn cách. Các cha bảo thôi ông ở nhà đi, đừng có đi nữa. Thế thì ông ấy nói, bây giờ con chỉ biết chạy đến với Chúa thôi cha ơi, với con tận này tuổi rồi còn gì nữa đâu, chết cũng được. Đúng như vậy, những cái lúc mà dịch bệnh giãn cách, nhà thờ đóng cửa, nhiều anh chị em thổn thức, nhiều anh chị em đến cổng nhà thờ để viếng Chúa, viếng Đức Mẹ, viếng Thánh Giuse, để cầu xin Chúa chữa lành. Mà đúng như cái lúc ấy, mình chỉ bán với Chúa lên chị em. Cho nên sự trải nghiệm của vua David là thế đấy. Bởi vậy, chúng ta hãy đến cùng Chúa. Hãy đến cùng Chúa thưa anh chị em. Dù Chúa không làm cho gánh nặng biến mất, dù Chúa không cắt bỏ những cái vấn đề nan giải trong đời sống chúng ta, nhưng
Ngài đã khẳng định với chị em, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta, làm cho gánh nặng của chúng ta trở nên êm ái nhẹ nhàng. Gánh tôi êm ái, hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi. Ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ. Vậy thưa quý bà anh chị em, đặc biệt các bạn thanh niên nam nữ thân mến, chỉ khi chúng ta thấm nhuần bài học của Chúa Giêsu về sự hiền lành và khiêm nhường thì chúng ta mới có thể nói như Ngài đã nói, làm như Ngài đã làm và sống như Ngài đã sống. Và khi chúng ta nói như Ngài đã nói, làm như Ngài đã làm và sống như Ngài đã sống thì đó là lúc chúng ta ở cái mức độ mà Thánh Phaolô đã nói: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Xin Chúa là đấng có lòng hiền lành và khiêm nhường ban cho mỗi người chúng ta biết sống khiêm nhường đối với Chúa và sống hiền lành đối với anh chị em chúng ta. Chính sự khiêm nhường và hiền lành, thưa quý bà anh chị em, sẽ hóa giải tất cả những gánh nặng nề thành nhẹ nhàng. Bởi vậy chúng ta hãy ghi danh vào trường học của Chúa Giêsu đi. Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúng ta hãy bước theo Chúa Giêsu và hãy bước theo Chúa Giêsu xuống cái bậc thang khiêm nhường thẳm sâu. Và ở cái bậc thang cuối cùng, chính Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta và chúng ta sẽ gặp được Ngài và ta sẽ kết hợp với Ngài. Và chính ta sẽ rũ sạch mọi vất vả lo âu, và chính ta sẽ được bình an. Lạy Chúa Giêsu là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim của Chúa. Amen.